nè, thấy không, chị này chỉ hiểu con nè, chỉ có chị mới hiểu con thôi. Hồi xưa chị Nhi sẽ trả lời câu này một cách đường hoàng, tử tế và chỉnh tề. Nhưng mà trong cái trường hợp này định bỏ nhà thì nên chuẩn bị gì và nên đi đâu, thì câu trả lời của chị là em nên chuẩn bị cái thân cái xác của em, và em nên đi xuống gầm cầu và ngủ và sống ở đó. Tụi bay nghĩ tao sẽ ngọt ngào với mấy đứa tụi bay hả? Không có. Cái đứa có gan nó bỏ đi, nó không cần lên đây báo cáo. Một khi mày đã có gan, mày đi, mày bỏ nhà đi, mày xác định mày làm từ đầu là mày như tao vậy đó. Ok, một đi là không trở lại. Mà đã đi là đi luôn. Mà đã đi là kẹt, đi đâu không còn biết, đi trước đã rồi tính. Mà đã đi là xác định là chết bời, chết bụi, chết đâu cũng được, kẹt mày. Đúng không? Tại vì mày muốn chứng minh với ai? Tại vì cái tôi mày to, mày muốn chứng minh với gia đình mày. Tao nói thiệt với mày, tao không như mày hồi xưa thôi. Cho nên tao sẽ nói thẳng vô đây đó là hồi tao đi tao cũng ngu lắm. Tao chẳng có cái gì hết, không có tiền, không có gì trong người hết. Ngu như bò vậy đó. Không, bò có khi khôn hơn tao hồi đó nữa. Tao không thấy tao khôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mục đích chuyến đi này là cái gì? Nếu mày muốn bỏ nhà đi để mày chứng minh với ba má mày, ổng bả buồn được 2-3 ngày thôi. Nè. Lâu quá thì ổng bả thất vọng thêm một chút thôi. Mày mà đi luôn, mày không có quay về, mày không có xin lỗi mày ông này nọ cỡ 3 năm, ổng bả không còn quan trọng mày có tồn tại nữa. Họ kiếm được mày xong họ cũng phải làm gì, họ cũng sống quen với cái chuyện đó rồi, họ cũng phải move on thôi. Chứ gì nữa. Mày biết sao bà Hương mắc cười không? Bà Hương mắc cười tại vì con của bả cũng đòi bỏ đi á, trong lớp học á, cái tao ngồi tao chửi AC vậy á. Tao coi mày có gan mày đi, mày bà Hương bà cấm đưa tiền cho con bà. Tao nói thẳng vô mặt bà luôn mà. Nói thẳng vô bả với con gái bả luôn. Ok, bạn bé đó nó đòi đi. Đi đi. Đi đâu? Mày đi đâu mày đi. Hù hù hù, pha đồ con nít, hỉ mũi chưa sạch. Rửa chưa sạch, mày đặt đi hù. Hù ai? Đi thì đi luôn đi. Không có gan đi, mấy đứa không có gan đi, không có gan đi nên nó vô đây nó hỏi. Nó hỏi cái xong đó tụi bay biết làm nhau, nó cắt video này đưa cho ba má nó nói: "Thấy không? Ba mẹ thấy không, chị này chỉ hiểu con nè. Chỉ có chị mới hiểu con thôi. Chỉ có chị mới biết là con đang trải qua điều gì. Ba má nghe đi. Ba má nghe đi, chị nói con làm đó, con làm cho ba má coi." Trời ơi, tụi bay tưởng tôi sợ hả nè. Bà Hương mới nói cho nghe nè, tôi chửi luôn con mẹ luôn á. Tao kêu con của bà nó đòi bỏ đi là bà đó. Con cái của bà không ra gì là bà hết đó. Đối với Nhi rất là cơ bản các bạn. Nếu như các bạn là con nít, các bạn lại nói với Nhi: "Chị Nhi, em muốn bỏ nhà đi, em ghét ba mẹ em quá." Thì mày đi đi, mày hù hoài vậy. Ba mẹ mà kêu con bày cho cô giữ con cô lại, Nhi bày với chị giữ con vậy lại, chị đừng có giữ nó. Chị để nó đi đi cho em coi. Nó hù chị đó, nó đi đâu? Nó không có tiền của chị, nó đi được đâu? Nó không có tiền của anh, nó không đi được đâu hết. Nó ra tới đầu ngõ, nó mua gói mì tôm cũng phải tốn tiền nữa. Nó mua một bịch sữa nó cũng phải tốn tiền. Nó đi ra đầu ngõ, nó mua một ổ bánh mì nó cũng tốn tiền. Cứ cho là nó đi xin dạo đi, nó xin dạo được mấy ngày. Và Nhi không phải như cái kiểu mà ba mẹ khuyến khích và gọi là lạy lục con để ở nhà. Tao không có. Eva mà nói chuyện với tao kiểu đó, tao cho đi thiệt. Tao cho đi thiệt. Tao cho đi đi con. Vân Trang hỏi: "Em cảm thấy Eva đã trưởng thành hơn rất nhiều so với một năm trước và so với tuổi, nhưng vẫn nhìn Eva rất hồn nhiên. Em muốn hỏi chị làm sao để bái trưởng thành sớm vậy mà vẫn không mất đi sự hồn nhiên của con." Chị không nhớ là chị đã dạy cái này trên kênh chưa nữa, nhưng mà một trong những cái quyết định chị quyết lúc mà Eva 3 tuổi đó là chị chọn làm leader cho Eva, chứ chị không chọn làm mẹ Eva nữa. Cái câu này nó rất là thâm thúy và em phải kinh nghiệm nhiều thứ trong cuộc đời để em đưa ra cái quyết định đó. Tại vì là một người mẹ, con em té đau đổ máu, em phải chạy lại rồi em phải xích xoa: "Con có đau không, máu chảy sao, đưa đây mẹ thương rồi ôm." Làm leader thì con em té đổ máu khóc òa lên, em cũng phải đứng từ xa ngó. Nó ngó em ngó nó. Nó khóc xong rồi em lại em hỏi: "Chết chưa, chưa chết phải không? Bây giờ đứng lên đi tiếp được không?" Và đó là một trong những cái mà chị phải tập luyện. Rất là đau, rất là đau khổ. Và rất là nhiều người xung quanh của chị không hiểu cái điều chị làm với Eva cho đến giờ luôn. Thậm chí ví dụ như cuối tuần vừa rồi nó té trầy nguyên một cái chân, nó ngồi nó khóc. Chị hỏi là: "Con muốn đi lên trên đó đi tắm rồi nghỉ ngơi rồi đừng có chơi với mấy bạn nữa, hay là con muốn ngồi đó khóc?" Và nó nói nó muốn ngồi đó khóc. Chị để cho nó ngồi đó khóc. Xong rồi những cái bà mẹ khác chạy lại rồi nói: "Có sao không Eva, rồi đưa đây cô xích thuốc cho này nọ." Chị Nhi vẫn đứng xa rồi chị không làm những cái đó. Chị đọc được trong sâu thẳm mắt của nó là con ghét mẹ. Tại sao mẹ không giống những người mẹ khác? Tại sao mẹ không nâng niu con? Tại sao mẹ không có lại chăm con? Và nhưng mà chị biết khi nó 30 tuổi nó sẽ hiểu. Chị phải hy sinh những cái nỗi đau của một bà mẹ.
tức là không có dạy cho con mình đau đớn nó là một cái gì đó để cho mình give up. Và cái mà chị tìm kiếm nó phải là một cái phía khác, tức là một cái người đàn ông mà có thể đến để cho Eva lại cái sự chăm sóc, yêu đương, chiều chuộng, nâng niu để nó cảm thấy là công chúa. Như cái em nói, làm sao nó giữ được cái sự hồn nhiên của nó, em phải cân bằng được hai thứ đó. Chị không có chồng ở cái bên cho nên là chị luôn đưa Eva tới cái môi trường võ, như chị nói á, là ở đó những cái người đàn ông đó rất là mạnh mẽ nhưng mà họ lại rất là nâng niu và chăm sóc con nít lại một cách rất là công bằng. Tức là họ nghiêm khắc nhưng mà cũng song song họ rất là yêu thương những cái đứa trẻ này, thì nó làm cái sự balance lại. Còn đối với chị, đây là cái cách chị dạy con, và chị không có nói là tất cả mọi người nên làm như chị. Chị chỉ biết rất là rõ cái hành động của chị nó quyết định đến việc chị tạo ra con của chị là một đứa trẻ tự tin hay không, một đứa trẻ tự lập hay không, một đứa trẻ có thể tự té xuống và nó đứng lên và nó đi tiếp hay không. Bởi vì chị nhận thức rất là rõ, ngày mai chị mà chết á, con chị ở trên đời này một mình á, nó cũng sẽ phải học những cái thứ này một mình, hoặc là nó học từ ngoài xã hội, nó học từ người khác. Có khi nó phải bị hãm hại, nó bị ăn hiếp, nó phải bị tùm lum tà la hết để cho nó nhận ra bài học đó. Cho nên thà là bây giờ chị còn ở bên nó, chị còn có thể nhìn thấy nó đau và chị còn có thể là chỗ dựa cho nó. Và đến sáng hôm sau, tức là nó đi học á, nó đứng nó vẫn đau cái, vì em trầy trụa hết cái chân em à. Nó xuống xe buýt với chị và chị dành cái thời gian chỉ có hai mẹ con thôi. Chị nhìn vô mắt nó và chị nói, mẹ biết là đôi khi con ước mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ biết là đôi khi con ước là mẹ đừng có cứng rắn như vậy. Và mẹ hiểu, mẹ nhìn thấy cái điều đó bên trong con. Mẹ chỉ muốn nói với con là một cô bé rất là mạnh mẽ. Và tất cả những cái điều mà mẹ đang làm, mẹ muốn con phải tin con đó là con mạnh mẽ. Những cái đau này nó sẽ đến, nó chỉ là vết xước ngoài da, trên cuộc đời nó sẽ còn nhiều cái đau nữa. Và bây giờ mẹ tập cho con chịu những cái đau này và vượt qua cái đau này bằng chính con, thì sau này những cái đau khác lớn hơn, con sẽ không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, thậm chí cả đàn ông. Một trong những cái mà phụ nữ bây giờ tụi em đang bị thất thế là bởi vì từ nhỏ đến lớn em được giáo dục là em mà đau khổ quá là em đi kiếm đàn ông, và em kiếm những cái thằng dơ giấy rác rưới bẩn thỉu để em dựa dẫm vô. Nếu như em là có mẹ hay có phụ nữ mà xung quanh em dạy cho em là không có tuổi tác gì ở đây hết á, không có tuổi tác, không có giới tính gì ở đây hết, em bình đẳng với những người đàn ông khác ở cái cương vị là, và phụ nữ mình chịu đau được, phụ nữ mình chịu đau giỏi hơn đàn ông. Bằng chứng hả? Cái của mày, mày đẻ được con ra thì không có một thằng đàn ông nào làm được cái điều như mày hết á. Như chị lặp lại, trách nhiệm của người phụ nữ và làm mẹ, bạn phải chọn lead by example, bạn phải cho con bạn nhìn thấy đó là đây là cái cách mẹ sống, đây là cái cách mẹ xây dựng. Chị còn nhớ là lúc chị với lại Eva đi ra khỏi cái khu resort mà ở staycation sinh nhật á, nó nói, chị nói với chị một câu, nói mẹ con hứa với mẹ là sau này á con cũng sẽ kiếm tiền được giỏi như mẹ để mà con có thể trả những cái chỗ mà sang mà mẹ dắt con đi như vậy này, để cho mẹ không phải trả nữa. Chị đâu bao giờ nói với Eva câu đó đâu, nhưng mà bởi vì chị cho nó cái trải nghiệm là một người phụ nữ powerful, một người phụ nữ thành công, thành đạt và giỏi giang và yêu bản thân em. Và đàn ông kế bên phải là một cái người đồng đội, một người bạn, một người chăm sóc, một người cùng chia sẻ với nhau, yêu thương và tôn trọng nhau, chứ không phải là một cái cỗ máy đưa tiền cho em để em xài hay là em cũng bị sử dụng lại. Và có nhiều người sẽ không đồng ý với chị cho nên chị không có quan tâm. Bây giờ họ có cách dạy con của họ, chị có cách dạy con của chị. Chị không thích dạy con nít yếu đuối, chị không bao giờ có nhu cầu dạy con nít yếu đuối, và chị chưa bao giờ có suy nghĩ là chị sẽ dạy con chị trở thành một đứa vô dụng. Chị muốn dạy con chị trở thành một người mà người khác khi người ta đi xuống đáy, người ta sẽ tìm con chị để dựa dẫm. Trên đời đã rất thiếu người mạnh mẽ rồi, chị buộc lòng chị phải hy sinh thôi. Chị phải hy sinh cái tình mẹ con của chị với con chị, để mà mỗi sáng chị nhắc, hôm nay mày là cái hình mẫu cho con của mày, mày là leader của con mày. Mày phải lead cho nó thấy cuộc đời của một người phụ nữ sống chính nghĩa, chính trực, thẳng thắn, mạnh mẽ là như thế nào. Và đôi khi cái hình thức của nó, người khác nhìn thấy nó giống như là có vẻ như chị không thương con chị, nhưng mà không phải. Cách em thương con em nhiều nhất đó là em không được làm cái gì cho nó hết. Ai cũng nhìn thấy Eva chững chạc, trưởng thành rồi, già dặn rồi, mạnh mẽ. Tụi em nghĩ nó tự có hả? Không. Chị không bao giờ cho Eva câu trả lời. Nó đến với chị, nó hỏi mẹ tại sao chỗ này nó có gì, con nghĩ là tại sao họ có cái đó. Good question, let me think about it. Và mỗi ngày tụi nó được đụng đến internet,
nó thực sự hứng thú một cái gì đó thú vị. Và môi trường rất quan trọng. Chị thả con chị học ở cái môi trường mà những cái đứa trẻ đó ba mẹ tụi nó cũng như chị. Chị nói rồi, tại vì khi em nói cùng ngôn ngữ với những cái người bạn của em, những cái người mà cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng suy nghĩ, cùng thích phấn đấu, cùng thích vận hành doanh nghiệp, cùng thích làm nhà đầu tư, người ta sẽ nói chuyện rất là giống em. Và khi người ta nói chuyện giống em, con của họ cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy. Con em được thả vô những cái môi trường như vậy, sau này nó cũng sẽ như vậy. Câu trả lời của chị là em phải nhận thức được em là mẹ hay là em là leader của con em. Và nếu như em là leader của con em, có những cái con em nó chơi, nó làm, nó thích làm, nó thích trải nghiệm, em phải để cho nó đi. Như hồi nó nói với chị, mày cho con đi, con đi ra con chơi xích đu, con chơi cầu vòng xíu nha, ví dụ như vậy. Nếu như chị là mẹ gì đó, đi đâu học bài đi, đúng không? Nhưng mà bởi vì chị chọn làm leader gì nó ok, hôm nay mày học mày dốt thêm xíu cũng được, không sao. Đi chơi đi, con nít có bao nhiêu tuổi đâu mà. Làm leader em phải để cho con em trải nghiệm. Ví dụ hôm nay cô gửi cho chị hình của em qua, thắng giải nhất trong lớp về spelling, tức là đánh vần. Có nghĩa là mỗi lớp á, nó đại diện một đứa giỏi nhất rồi thi chung với nhau á. Nó không được huy chương, nhưng mà ý là nó được huy chương nhất lớp thôi, chứ nó không có được huy chương nhất trường, hiểu không? Nhưng mà chị cũng giật mình, chị không hề biết là con chị nó giỏi đánh vần. Chị không hề biết là nó giỏi memory cái đó, hiểu không? Chị biết là hồi nhỏ chị dạy nó đọc rất là sớm, cho nên là nó đi ra đường nó biết đọc sớm rồi, nó tự gọi món. Cái này không, hồi xưa chị kể cho tụi em rồi. Chị biết Eva nó giỏi về ngôn ngữ, nhưng mà chị chưa bao giờ biết là nó giỏi nhất lớp. Cái xong cô nói là nó rất là giỏi trong lớp về đánh vần. Nó nhớ đánh vần, ví dụ như chữ trải nghiệm đi chẳng hạn, nó nhớ tờ RAI rồi khoảng cách rồi nờ. Chị không hề biết là nó giỏi nhớ như vậy. Thì cô nói là test là trong lớp và Eva là giỏi nhất, cho nên mới cử Eva làm đại diện và gửi hình với chị. Và chị bất ngờ lên, chị nói rồi cái này không phải tao khoe, nhưng mấy bài Việt Nam khoe con tao giỏi lắm, học sinh giỏi nhất quận huyện gì không. Chị chỉ cho tụi em một cái ví dụ, và chị cũng muốn chứng minh lại là chị không có làm mẹ tốt ở cái mảng đó. Chị không có quan tâm đến con gì học cái gì hết á, chị thiệt, chị không quan tâm đến con gì học cái gì hết. Nhưng mà con chị mà muốn học cái gì là chị cho nó cơ hội vậy thôi. Nhưng mà chị không phải là một bà mẹ mà ngồi xuống rồi ngồi kế bên nó rồi lật vỡ ra rồi cầm tay nó, không. Chị là một bà mẹ mà không có đứa nào thích có khi còn nhỏ hết á, tại chị không có vui, chị không có fun. Chị là người là organize, sáng dậy mấy giờ là thức dậy đi ăn sao. Chị là người làm cho nó không chết, đại loại là cơm ngày ba bữa, có mái che thân, có tiền trả bệnh viện, trả tất cả những cái nhu cầu thiết yếu của nó. Chị là bà mẹ kiểu như vậy á. Chị không phải là bà mẹ mà em dắt nó ra vườn chơi xích đu rồi leo lên rồi vẽ màu sắc. Chị không giỏi cái đó. Và chị nhận thức rõ chị không giỏi cái đó luôn. Chị để cho nó chơi cái đó với người khác. Chị để cho nó được khám phá mà nó đi tìm người chơi với nó cái thứ mà nó thích. Chị không phải là bà mẹ đa năng, chị không có hết tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà chị là bà mẹ mà nó sẽ ao ước khi nó hai mươi mấy tuổi trở lên, nó sẽ ước có một bà mẹ như chị. Trách nhiệm của chị là chị phải kiên nhẫn để từ giờ tới lúc nó 30 tuổi á, nó mới bắt đầu yêu thương tao. Giờ từ giờ tới 30 tuổi tao nó cãi lộn vậy hoài thôi hả? Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi. Đừng có quên là like, share, subscribe hết tất cả các kênh khác lên nền tảng xã hội khác. Rồi những các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện học cá nhân với Nhi, có thể nhấn đôi vô đường link. Không muốn học cá nhân với Nhi, học trực tiếp ở đây thì tiếp tục học. Muốn học với thầy Nhi cũng vô đường link luôn. Muốn tham gia Nhi Lê Team cũng vô đường link luôn. Tất cả những đường link thì under the description, tức là dưới cái khung mô tả đó. Khung mô tả của bên này, khung mô tả, nhấn vô cái khung mô tả. Nó khó hết mấy cái đường link màu xanh da trời đó. Muốn cái nào nhấn cái đó.